Quý vị quay trở lại Vanessa trong cái bản tin của buổi tối muộn ngày hôm nay. Thì hôm nay có rất nhiều những cái biến động ngày 27 tháng 12 về cái thị trường của cổ phiếu cũng như là tiền điện tử. Cổ phiếu thì đang có cái gọi là cái đà mốc SP500 đạt cái ngưỡng cao nhất mà chưa từng có trong thời gian gần đây. Cũng như là tiền điện tử thì đã có những cái biến động không ngừng, mặc dù bây giờ thì lúc khoảng độ cách đây một vài tiếng thì nó đã lao dốc xuống so với cái mức độ tăng của buổi sáng ngày hôm nay. Thì rất nhiều người đã lo lắng là tại sao nó xuống như vậy. Thì quý vị chắc quý vị ai ở châu Á thì quý vị thừa hiểu, tại vì thường là cái buổi sáng ngủ dậy của giờ của châu Á đó là họ bắt đầu bán tháo của cái thị trường bán lẻ quý vị nhỉ. Thì họ gọi là đua nhau họ bán tháo đó quý vị. CBA New thì đã lên được cái ngưỡng 39 chấm hơn 39 rồi, nhưng mà do cái lượng bán lẻ bán tháo khi mà đã gặp được cái tin tốt, người ta dùng cái từ sell the news đó quý vị, ở thị trường châu Á thì tại vì họ cũng không phải tính thuế trên những cái khoản đó nữa, cho nên họ cũng không có quan trọng, họ cứ bán lặt vặt để họ kiếm những cái đồng tiền lẻ lẻ đó, thì thường là nó cũng có một chút ảnh hưởng, thì họ cũng thì cái đồng này nó cũng phải lao xuống để cho những cái người bán tháo đó sẽ không bán được cái giá như người ta mong muốn. Ví dụ như 39,9 là coi như không bán được mà phải bán với cái giá 36 chấm mấy, và bây giờ nó lên đến hơn 37 rồi thì kéo khi lại đi mua vào đó. Thì thành ra là quý vị kệ nha, ai mà họ có những cái chốt lời như vậy, họ tính kiểu như vậy thì kệ họ, họ có thể mỗi một người có một cái tài chính khác nhau. Đấy là cái lý do tại sao nó xuống để qua cho quý vị như vậy, tại vì nó không có cái tin xấu đâu quý vị, toàn là tin tốt tốt thôi. Thì người ta bảo sell the news đó. Thì sáng nay Vanessa đã chia sẻ với quý vị là tổ chức từ thiện về bệnh ung thư vú Breast Cancer đó quý vị, đã chấp nhận Bitcoin, Dogecoin và Shiba Inu dưới dạng donation, có nghĩa là dưới dạng từ thiện đó quý vị. Thì cái vấn đề này thì trước kia ở bên Ấn Độ cũng có cái chương trình từ thiện xảy ra với Shiba Inu, và bây giờ chính thức cái tổ chức ung thư vú lớn nhất thế giới họ đã chính thức đưa ra cái thông tin này, và lập tức là nó cái tác động rất là mạnh mẽ khi mà cái ba cái đồng coin này được so sánh với The Giving Block đó quý vị. Thì đây cũng là cái hiện tượng mà có thể nó sẽ gây được ra cái sự bền vững hơn, nó sẽ tạo ra cái sự bền vững hơn trên cái thị trường của tiền điện tử đó. Và trong những cái cuộc burn của tiền điện tử thì ngày hôm nay ông Stephen Cooper ông ấy cũng burn được khá nhiều cái số lượng về tiền về cái đồng Shiba đó, và nó đã đi vào cái thùng rỗng, nó bay vào gọi là nó biến mất luôn đó quý vị. Thì một mình ông ấy mà đã burn lên tới cái số tiền nó cũng rất là khổng đó. Hiện tại là mỗi một đợt ông burn mà họ tính ra là lên tới 33.000 đô quý vị nhà. 33.000 đô nó không phải là một ít, nó không phải là ít, nó là một cái khoản cũng là khá lớn so với một cái người mà có cái sự lẻ bơn cá nhân đúng quý vị, còn chưa nói đến những cái tập đoàn các thứ họ cũng bơn nữa. Thì để xem chương trình bơn này nó có sẽ tác động ra sao. Hôm nay CBA New thì họ cũng đưa thêm một cái thông tin nữa, đó là cái sự gọi là tăng để tiếp cận với cái mức kháng cự vô cùng quan trọng đó. Thì cái mức kháng cự vô cùng quan trọng đó chính là cái mức 387 đó quý vị, đã ngăn Shiba tăng cao hơn và không bao giờ có thể tăng lên được đó, và hỗ trợ lại tìm được thấy ở cái mức 34 là có rất nhiều người support ở cái ngưỡng đó đó. Thì mức support chính hiện tại họ đang chờ rất là nhiều đó là ngưỡng 30 và ngưỡng 34. Ngưỡng 34 mà cái lượng support nó không đủ thì có thể nó sẽ về ngưỡng 30 để nó nhận được cái lượng support nhiều hơn, có nghĩa là cái lượng ủng hộ chờ để mua vào cái giá mua vào ngưỡng 30-34 đó quý vị. Và cái ngưỡng kháng cự chính đó là cái ngưỡng mà người ta gọi là cái vùng nguy hiểm đó, là phải vượt qua được 38 và vượt qua được 47. Thì đây là hai cái ngưỡng kháng cự để họ có thể, để Shiba có thể bay lên đó, thì nó phải vượt qua hai cái ngưỡng mới này quý vị nha. Bây giờ chờ cái ngưỡng 47, nếu mà vượt được qua ngưỡng 47 thì coi như là nó sẽ lại có một cái bước tiến mới đó. Thì đấy là những cái thông tin qua về thị trường Shiba Inu trong ngày hôm nay. Thêm một cái thông tin nữa đó là Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu này họ cập nhật nha quý vị. Cái thông tin này thì không phải cái thông tin này, nó chạy đâu mất rồi.
Đây, cái thông tin này thì cũng vừa mới ra cách đây một chút thôi, đó là tỷ phú của Mexico đó. Ông này ông ấy cũng rất hay làm cho nó biến động, cũng không khác mấy với Elon Musk đâu nha quý vị nha. Ông ấy đã kêu gọi hãy đầu tư vào Bitcoin cùng với các tin tức mà được nhấn mạnh, trong đó có Ethereum này, FTX, các Cardano là ADA đó quý vị, rồi có cả Shiba Inu luôn quý vị nha. Có Short, có NFT và AIOG Network đó. Thì ông tỷ phú Mexico này ông ấy đã tạo ra rất nhiều sóng gió rồi. Ai mà theo dõi những cái phi vụ trước kia mà cũng có ông ấy đứng đằng sau thì chúng ta cũng đã biết, thì ông ấy đã gửi cái thông điệp về đồng BTC và những cái đồng ván xào vừa đọc cho quý vị đó. Thì hy vọng là một lần nữa khi mà đã được cái ông tỷ phú người Mexico này ông ấy nhấn mạnh thì nó sẽ có những cái biến động tiếp theo đó. Thì đấy là những cái tin chính của cái ngày hôm nay. Còn cái thông tin của hai anh em trúng jackpot 9 triệu đô la với Shiba Inu hiện đang đầu tư vào một cái trò chơi của Metaverse, và họ lại giải thích tiếp cho quý vị nghe Metaverse ở đây có nghĩa là gì đó. Thì hai anh em nhà Tommy và James đã tổng cộng đầu tư 7.900 đô la vào Shiba, và số tiền này đã tăng lên lên tới 9 triệu đô la quý vị nha. Nhưng mà họ đã đầu tư vào game Metaverse. Thì trên cái hai anh em họ tin rằng ở một cái Legend ở Bezoza đó có thể trở thành Shiba Inu tiếp theo với thế giới ảo có tài sản trong trò chơi được mã hóa với hệ thống tài chính phi tập trung và các thông báo thông không thể thay thế NFT. Chơi sẽ trả lại tiền bằng các mã thông báo sau đó. Đây là họ giải thích thêm những cái vấn đề thôi, mình cũng chưa có hiểu rõ về cái game này lắm, thì dần dần ván xả sẽ kiểu sẽ tìm hiểu thêm và sẽ chia sẻ cho quý vị thêm về những cái thông tin này nha. Nhưng đây cũng gọi là một cái tin vui cho Shiba Inu, nó rất là nhiều tin vui quý vị. Nhưng mà tại sao mà nó lại cứ xuống vào cái giờ buổi sáng của giờ châu Á thì quý vị không cần phải giải thích, chắc là quý vị sẽ tự hiểu rồi đó. Bên cạnh đó thì cũng nên nên cẩn thận quý vị nha, mặc dù cổ phiếu vẫn đang được nhắm tới cái gọi là cái rally vào cuối năm, cái tuần cuối cùng của cuối năm, mọi hàng năm cứ có cái tuần đó là gọi là cái tuần stock gặt hái đó quý vị. Nhưng mà stock thì hôm nay họ đã cảnh báo về cái vấn đề của con biến thể mới Omicron. Ở Việt Nam thì Omicron nó đã có ca nhiễm đầu tiên từ ngày hôm nay, họ phân họ đưa ra rồi. Hà Nội thì có gần xấp xỉ 2.000 ca nhiễm trong ngày hôm nay luôn đó quý vị. Thì họ đang rất là lo sợ với cái con biến thể này. Nhưng mà trên thực tế thì Vanessa vừa đi chơi du lịch ở Las Vegas đó quý vị, nó đông lắm quý vị ơi. Họ chả sợ. Mình cũng thấy hơi sợ sợ. Nhưng mà mình đi ra ngoài mình thấy nhiều người người ta không sợ thì mình cũng có cái cảm giác là có lẽ là nó cũng không đến mức mà phải hoảng sợ đến mức như vậy. Thế nhưng mà ở Mỹ thì hiện nay họ đã thông báo là có rất nhiều, có hàng ngàn những chuyến bay của Mỹ đã bị hủy này. Rồi thì rất nhiều người cho rằng là cái con biến thể này nó đang làm cho cái chiều hướng của cổ phiếu và tiền điện tử có thể gặp phải những cái khó trắc trở khó khăn trong cái đợt. Có thể ông Fed ông ấy sẽ đưa ra một cái thông báo very soon, vì chúng ta hãy bám lấy cái thông báo của ông Fed để chúng ta có thể đoán được cái thị trường nha quý vị. Đó thì đấy là cái thông tin mà ngày hôm nay họ đưa ra. SP 500 hôm nay tăng khủng khiếp khiếp luôn. Dow Jones hôm nay cũng tăng, NASDAQ tăng. Thô, dầu thô tăng, rồi đô la tăng, rồi cái gì cũng tăng hết đó quý vị. Đó. Chỉ có kho bạc 10 năm thì họ đang để ở cái mức giảm. Thì đây là toàn bộ những cái thông tin mới nhất trong cái chia sẻ của Vansa vào buổi tối muộn ngày hôm nay quý vị nha. Trên thực tế thì mình thấy là cái con biến thể này á, có thể là nó có một cái gì đấy hơi bí ẩn ở Mỹ nha quý vị. Tại vì quý vị thừa biết ở Mỹ là có Dân Chủ và Cộng Hòa là hai cái phe phái họ đối ngược nhau, cho nên là có thể ẩn đằng sau những cái vụ này là một cái điều gì đó mà chúng ta vẫn chưa biết được cái sự thật. Tại vì mình đi du lịch thì mình mới biết là người dân Mỹ họ thực sự không giống như chính phủ Mỹ đang nói đâu. Họ không hiểu mình phải dùng cái từ gì, mình cũng không có bảo quý vị là con Covid nó không có thật, nhưng mà nhiều khi mấy ngày hôm nay con ca số nó con ca nhiễm nó tăng chóng mặt quý vị ạ, nó tăng đến hàng hàng bao nhiêu mấy trăm phần trăm rồi. Họ cảnh báo ở Mỹ đó các cái ca nhiễm rất là nhiều, nhưng mà trên thực tế mình cũng không biết là liệu có phải là thật hay không.
Có nghĩa là nó có thật nhưng mà cái con số mà nó nhiều đến cái mức như vậy thì mình vẫn còn đang chưa biết là nó có phải thật sự là hay không. Thì thôi cũng lên chia sẻ qua cho quý vị, để quý vị cứ đề phòng nha. Ông Fed, ông sắt chuẩn bị lên để báo cáo, thông báo, đưa ra những cái vấn đề gì thì chúng ta phải bám lấy để có thể tránh bị đu đỉnh. Thành ra là chúng ta cứ lời thì cứ chốt lời đi, không có vấn đề gì quý vị nha. Và hy vọng những cái tin tốt này thì nó sẽ làm cho con Shiba Inu và thị trường tiền điện tử có những cái bước đột phá trong cuối năm nay. Thì ban sàn sẽ cập nhật liên tục hàng ngày cho quý vị, nếu như có vấn đề bất trắc gì xảy ra hoặc bất kể một cái tin tức gì thì ban sàn sẽ cập nhật luôn cho quý vị. Mọi người hãy nhớ là chia sẻ cái video này để cho những ai quan tâm tới tiền điện tử thì hãy tiếp tục theo dõi những cái video của ban sàn. Ban sàn sẽ cập nhật liên tục cho quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái thông tin tiếp theo. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Bye bye!